Cô chào các em. Trước khi chúng ta đến với bài học của tuần này, thì chúng ta sẽ dành ra ít phút để xem lại những lời dặn dò của cô nhé. Các con nhớ chú ý ghi bài thật cẩn thận vào trong tập. Nếu như tiết trước cô và các con chúng ta đã tìm hiểu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và chế độ của nhà nước La Mã cổ đại, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp với cô nội dung phần 3 La Mã, đó chính là những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người dân La Mã cổ đại. Mục tiêu bài học, chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút nhé. Chúng ta đã tìm hiểu và nêu được nhận xét tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh La Mã cổ đại. Và cô cũng đã giảng cho các con tổ chức nhà nước, đế chế La Mã như thế nào. Các con còn nhớ không, khi mới thành lập, La Mã chỉ là một thành bang nhỏ bé ở miền trung bán đảo Italia. Dần dần, thông qua chiến tranh, lãnh thổ La Mã không ngừng được mở rộng và trở thành một đế chế rộng lớn. Và vào đầu thế kỷ thứ 2, lãnh thổ của đế chế La Mã đã bao gồm toàn bộ vùng đất xung quanh Địa Trung Hải, vùng ven bờ Đại Tây Dương và quần đảo Anh. Ban đầu, La Mã thiết lập hình thức nhà nước Cộng hòa không có vua, cai trị dựa trên luật pháp và mọi chức vụ phải được bầu ra. Tuy nhiên, thực chất quyền lực nằm trong tay 300 thành viên của vị nguyên lão thuộc các gia đình giàu có nhất của giới chủ nô La Mã. Từ năm 27 trước công nguyên, dưới thời của Octavius, La Mã đã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế. Cơ cấu nhà nước vẫn duy trì như thời Cộng hòa, nhưng hoàng đế đã thâu tóm tất cả quyền lực. Và lúc bấy giờ thì vị nguyên lão chỉ còn là hình thức, không còn quyền hành trong thời kỳ đế chế. À, như vậy là cô cũng đã ôn cho các con những nội dung trọng tâm của phần tổ chức nhà nước đế chế La Mã rồi. Và mục tiêu bài học của ngày hôm nay, cô và các con chúng ta sẽ phải nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của La Mã cổ đại nhé. Nội dung bài học. Chúng ta đã tìm hiểu phần 1 và phần 2. Hôm nay, cô và các con sẽ tiếp tục với phần 3. Ba La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Sau đây, cô đã tóm tắt cho các con những thành tựu tiêu biểu của người La Mã cổ đại, gồm có: thứ nhất, đó là về chữ viết; thứ hai, là về lĩnh vực toán học; thứ ba, là về mặt luật pháp; và cuối cùng, đó chính là thành tựu về kiến trúc và điêu khắc. Sau đây, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu thành tựu đầu tiên của người La Mã cổ đại nhé. Cô mời cả lớp đến với thành tựu đầu tiên của người La Mã cổ đại, đó chính là chữ viết. Mời các con cùng quan sát bảng chữ cái Hy Lạp Roma cổ đại. Các con thấy là bảng chữ cái này gồm có 3 cột đúng không nào? Cột đầu tiên đó là chữ cái Phoenici. Cột thứ hai đó là chữ cái cổ Hy Lạp. Và cột thứ ba các con thấy đó chính là chữ cái Latin. Ở bài trước, bài số 10 thì các con chúng ta học bài Hy Lạp cổ đại. Thì các con chúng ta nhớ rằng chữ cái của người Hy Lạp được phát triển từ chữ cái Phoenici. Thì chữ cái của người La Mã cổ đại lại được phát triển dựa vào chữ cái của người Hy Lạp, và đó được gọi là chữ cái Latin. Chữ viết của người La Mã cổ đại được xem là một trong những đóng góp vĩ đại đối với sự phát triển của loài người. Nhiều chữ ngày nay vẫn được sử dụng như là chữ A,
Các con chúng ta cùng quan sát với cô nhé. Chữ A nè, chữ B, chữ L, A, Q, X, Y, Z, vân vân. Và nhiều danh từ chung được dùng phổ biến hiện nay như là từ Thượng viện, từ Chính trị và từ Cộng hòa cũng đều được xuất phát từ La Mã. Cô cho các con chúng ta quan sát rõ hơn về bảng chữ cái Latin. Các con chúng ta có thể thấy những chữ cái Latin này khá giống với lại những chữ viết hiện nay mà chúng ta đang sử dụng, đúng không nào? Thành tựu thứ hai của người La Mã cổ đại đó là về lĩnh vực toán học. Cô mời các con cùng quan sát bảng chữ số La Mã. Các con chúng ta thấy có quen thuộc hay không? Cô nghĩ là trong việc học, trong việc viết bài chúng ta cũng đã khá quen với lại những chữ số La Mã, đúng không nào? Đặc biệt là từ số 1 cho đến số 10 hoặc là số 20. Bởi vì dù không còn được sử dụng trong tính toán, nhưng số La Mã vẫn được dùng để đánh số đề mục. Các con chúng ta có thể thấy là phần viết bài các con hay có phần 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã nè. Hoặc là được sử dụng đánh số trên bề mặt đồng hồ. Đây, cô cho các con một ví dụ như sau ha. Đây chính là một bề mặt đồng hồ được trang trí bởi những chữ số La Mã. Hoặc là các con có thể thấy là trên những cái chương mục như là chương 1 thì người ta cũng có thể sử dụng số La Mã. Hoặc là gần gũi với các con như là học kỳ 1, học kỳ 2 thì chúng ta cũng có thấy là đánh số La Mã, đúng không? Thành tựu thứ 3 của người La Mã cổ đại. Đây là một thành tựu cũng khá là đặc biệt. Bởi vì cô thấy những quốc gia khác chúng ta đã học thì chưa có đề cập rõ nét về cái thành tựu, đó chính là về mặt luật pháp. Cô mời các con chúng ta cùng quan sát bức tranh. Đây chính là quang cảnh mà bộ luật này đang được ban bố ra cho toàn thể nhân dân trong đất nước nắm rõ nội dung. Vì bộ luật này được khắc trên 12 bản đồng đặt ở quảng trường La Mã nên nó còn được gọi tắt đó là luật 12 bản. Và bộ luật được soạn thảo vào năm 449 trước công nguyên do Ủy ban lập pháp gồm 5 quý tộc và 5 bình dân. Thì 5 người bình dân này sẽ đại diện cho nhân dân ở đất nước La Mã cùng với quý tộc soạn thảo ra những nội dung. Nhưng mà các con chúng ta nên nhớ rằng những người bình dân này thật sự đây là những người chủ nô giàu có nhất trong xã hội La Mã lúc bấy giờ. Và hệ thống luật La Mã được xem là một sự tiến bộ nhất thời kỳ cổ đại. Bởi vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tóm tắt những nội dung mà cô thấy nó là những cái tiến bộ. Các con chúng ta cùng xem nhé. Cái thứ nhất là cái bộ luật La Mã này á, nó gồm có 6 cái điều luật lớn. Trong đó thì có cái điều luật thứ tư, đó là chế độ hôn nhân và gia đình nè. Thì cô đọc cho các con nghe một số nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình trong bộ luật La Mã nhé. Hôn nhân một vợ một chồng theo tinh thần tự nguyện. Tài sản của vợ của chồng là riêng biệt. Mọi chi phí trong thời gian hai vợ chồng sinh sống do người chồng chi trả. Người chồng có quyền định đoạt hoa lợi của hồi môn người vợ đem lại. Nếu ly hôn thì được tòa thừa nhận, người vợ sẽ có quyền nhận lại của hồi môn. Vậy thì các con chúng ta nghe một tí xíu về điều luật trong chế độ hôn nhân và gia đình thì các con sẽ thấy đây được xem như là những nội dung rất là tiến bộ bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ. Và nó cũng giống với là những điều luật hôn nhân và gia đình ngày nay chúng ta đang áp dụng đó các con. Tiếp theo nữa đó là chế định thừa kế nè. Luật La Mã thì cũng sẽ có quy định những chế độ thừa kế khác nhau như là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Các con chúng ta mà có thời gian á, thì có thể tham khảo thêm những điều luật trong chế định thừa kế này nha, cũng khá là lý thú.
Và cái thứ ba như cô có nói hồi nãy đó là những chế định hình sự. Những chế định hình sự thì sẽ nhằm điều chỉnh các quan hệ chính trị, và bản chất là hình phạt mang tính độc đoán, tàn bạo, mang yếu tố chủ quan. Có hai hình thức xử lý người phạm tội, đó chính là cực hình và nhục hình. Tuy nhiên thì sẽ tùy thuộc vào từng giai cấp, hình phạt sẽ được áp dụng theo cách khác nhau. Cô lấy ví dụ như sau, như là trong thi hành án tử hình, quý tộc và binh lính thì sẽ bị chém bằng gươm, dân tự do thì sẽ bị thiêu, hoặc là sẽ bị hình thức đó là ngũ mã phanh thây. Các con chúng ta mà có xem phim kiếm hiệp á, thì chắc cũng đã từng nghe qua về cái hình thức đó là ngũ mã phanh thây rồi. Còn nếu như là nô lệ, đây chính là cái giai cấp thấp kém nhất trong xã hội La Mã, thì những người nô lệ đó sẽ bị xử lý một cách tàn bạo hơn. Đó chính là sẽ cho họ một cái chết là chết từ từ, có nghĩa là chết không được mà sống cũng không xong. Đây chính là một trong những cái hình thức mà xử lý nô lệ một cách gọi là tàn bạo của người La Mã cổ đại lúc bấy giờ. Và như cô cũng đã nói thì hệ thống luật La Mã được xem là nền tảng cho việc xây dựng luật pháp ở các nước Âu Mỹ sau này. Đây chính là những nội dung về luật pháp của người La Mã cổ đại. Và thành tựu rất là đặc biệt của người La Mã các con chúng ta đã từng được nghe biết tới, thì hôm nay cô sẽ giảng kỹ hơn cho các con nghe ha. Đó chính là về kiến trúc và điêu khắc. Như hình các con đang thấy, đây là đường Appia sẽ chạy giữa thành Roma cổ đại từ Tây sang Đông. Lúc bấy giờ thì người La Mã đã có những cái trình độ kỹ thuật trong việc xây dựng đền đài, cầu cống, đường xá mà nhiều đoạn đường ngày nay vẫn được sử dụng. Người La Mã họ đã sáng tạo ra một cái loại bê tông siêu bền từ cao su, vôi sống, cát, tro bụi và núi lửa, tro bụi núi lửa, để xây dựng hệ thống đường xá mà ngày nay vẫn còn sử dụng được. Thì người La Mã đã đào sâu xuống 3 mét, rồi họ lót các tảng đá lớn, sau đó đổ đầy đất cát sỏi lấp vào các lỗ hổng đó. Và trên mặt đường, như các con sẽ thấy trên hình 11.6, đó là họ sẽ ốp những phiến đá lớn có các rãnh để mà thoát nước khi trời mưa. Và trên dọc tuyến đường đều có đánh số km, kể từ km số 0 ở quảng trường La Mã tỏa đến các tỉnh trong đế chế. Và chính vì vậy các con đã từng nghe cái câu đó là mọi con đường đều đổ về Roma. Đây chính là lý do vì sao mà có cái câu danh ngôn này. Người La Mã có đầu óc thực dụng và chú trọng công năng, ưa thích sự bề thế và đồ sộ. Kiến trúc của họ có hình thức lớn, đáp ứng những chức năng sử dụng muôn vẻ. Còn đường phố và cầu cống thì sẽ phẳng phiu và bền chắc. Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thường được nhắc đến đầu tiên trong nền kiến trúc La Mã cổ đại, và có thể được xem như là đại diện đầu tiên của nền văn minh La Mã cổ đại, chính là đấu trường Colisée. Các con chúng ta cùng quan sát hình ở trên slide giảng của cô. Đấu trường Colisée có khán đài hình elip và nó được tổ chức theo kiểu nền dốc bậc thang nâng cao dần lên. Đấu trường này chứa được 50.000 người, trong đó có 45.000 chỗ ngồi và 500 chỗ đứng. Hàng khán giả đầu tiên cao hơn bãi đấu 5 mét để đảm bảo an toàn cho người xem. Còn hàng khán giả cuối cùng sẽ có độ cao tương đương với 5 tầng nhà. Đấu trường La Mã được xây dựng với mục đích là nơi thi đấu của những võ sĩ và nô lệ. Ước tính đã có hơn 500.000 người cùng hơn 1 triệu loài động vật đã phải bỏ mạng ở đấu trường vì thua cuộc. Ngoài việc là nơi phục vụ các trận đấu mãn nhãn của người La Mã, thì đấu trường còn từng là nơi tổ chức các buổi biểu diễn công chúng, diễn kịch. Và giai đoạn sau này thì đấu trường được trưng dụng làm nhạc ở cửa hàng buôn bán của người dân. Và các con chúng ta có thể thấy là vì những nguyên nhân khách quan
và lẫn chủ quan, thì đấu trường Colisée hiện nay cũng đã bị sụp đổ, bị phá hỏng một phần khá là lớn. Cô mời các con cùng di chuyển địa điểm tham quan ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến tham quan quảng trường Roma. Đây được xem như là biểu tượng của La Mã thời kỳ cổ đại. Trước đó thì khu vực quảng trường La Mã tọa lạc ban đầu là một đầm lầy và sau này được cải tạo dưới thời trị vì của vị vua Etruscan cuối cùng. Quảng trường là linh hồn thực sự của Roma vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đây là nơi người La Mã cổ đại tụ tập cho các cuộc họp, các vụ thách đấu và giao thương. Và cũng tại đây, người ta cho xây dựng các chợ, đền thờ, tòa nhà chính phủ, cửa hàng và nhiều nhà nghỉ khác. Trong suốt 1.000 năm, nó được xem như là một phần quan trọng nhất của thành phố. Sau này thì công trình quảng trường La Mã không còn được nguyên vẹn so với hồi trước nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được sự hoành tráng với các đền đài, dinh thự và sở dĩ nó bất tử với thời gian bởi kỹ thuật làm bê tông độc đáo của họ kết hợp tiếp thu phát minh về các dạng thức cột của người Hy Lạp. Các con chúng ta cùng quan sát những hoa văn trên những cột mà chúng ta đang thấy ở quảng trường Roma. Đây chính là những sự tiếp thu kinh nghiệm, những nền văn hóa của người Roma cổ đại. Đó là họ đang tiếp thu ở nền văn minh của người Hy Lạp đó các con. Và một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của người Roma đó chính là Khải Hoàn Môn. Cô đố các con là Khải Hoàn Môn được xây dựng với mục đích gì? Và các con chúng ta thấy Khải Hoàn Môn ở đâu được xem là nổi tiếng nhất? Các con chúng ta đã có câu trả lời chưa? Khải Hoàn Môn là một cái cổng mà những người hoàng đế sẽ dành để mà chào đón những chiến binh của họ trở về sau những trận chiến. Và thật sự ở châu Âu có khá là nhiều cổng Khải Hoàn Môn, chứ không phải là chỉ riêng một nơi có thôi đâu nha các con, mà có khá là nhiều nơi xây dựng cổng Khải Hoàn Môn này. Tuy nhiên thì cổng Khải Hoàn Môn được xem là nổi tiếng nhất và chắc chắn là các con chúng ta đã được nghe biết đến, đó chính là cổng Khải Hoàn Môn ở thành phố Paris của nước Pháp, đúng không nào? Đây là cô cho các con chúng ta cùng tham quan cổng Khải Hoàn Môn ở nước Pháp nhé. Bên tay trái của các con đó chính là cổng Khải Hoàn Môn vào ban ngày. Và bên tay phải đó chính là khi màn đêm buông xuống thì cổng Khải Hoàn Môn được lên đèn, trông rất là hùng vĩ và rất là nguy nga, đồ sộ phải không nào? Sau đây các con chúng ta sẽ đến với nội dung ghi bài những thành tựu văn hóa tiêu biểu nhé. Và một câu nói rất quen thuộc của cô đối với các con đó là các con có thể bấm tạm dừng slide để chúng ta chép bài thật đầy đủ. Và các con nhớ nhé, chúng ta phải viết chữ cẩn thận. Bởi vì khi chúng ta viết bài cẩn thận thì chúng ta học bài sẽ dễ dàng hơn. Và các con chúng ta sẽ thấy là có sự yêu thích hơn với môn học. Như vậy thì cô cho các con chúng ta một phút để mình ghi chép những nội dung này vào trong tập. Sau đây, cô và các con sẽ đến với phần vận dụng kết hợp với lại bài giảng của cô và những nội dung các con đã đọc trong sách giáo khoa, thì hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại. Cô cho các con chúng ta một phút để suy nghĩ và liệt kê.
và 1 phút bắt đầu nhé. Và 1 phút đã hết rồi. Bây giờ các con chúng ta hãy cùng với cô điểm danh những thành tựu văn hóa của người La Mã cổ đại như sau. Đây chính là những nội dung mà cô đã hệ thống lại cho các con. Về lĩnh vực thứ nhất, đó là về chữ viết và chữ số. Thành tựu đó là chữ La Mã và chữ số La Mã. Vận dụng ngày nay thì như trong bài giảng của cô hồi nãy đã có nói, chữ Latin được xem như là cơ sở của 200 ngôn ngữ và chữ viết trên thế giới. Và ngày nay thì chữ Latin vẫn được xem là ngôn ngữ quốc tế và dùng phổ biến trong y dược học. Còn về chữ số La Mã thì nó không còn được sử dụng trong tính toán nữa, nhưng mà chữ số vẫn còn dùng để đánh số các đề mục lớn, đánh số trên đồng hồ, những trang nằm trước phần chính của một quyển sách, hoặc là đánh số cho một số hoạt động nào đó. Cô đã lấy ví dụ như là học kỳ 1, học kỳ 2, vân vân. Các con chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Còn về thành tựu tiếp theo đó là kiến trúc. Các con chúng ta quan sát những công trình kiến trúc vừa nãy thì các con sẽ thấy thành tựu của người La Mã đó chính là họ sẽ xây dựng những công trình có hình mái vòm và vận dụng ngày nay cho chúng ta. Đó chính là xây dựng các nhà thờ, công trình công cộng. Các con sẽ thấy là có khá là nhiều các công trình công cộng hoặc là các nhà thờ, các công trình kiến trúc tiêu biểu. Họ đã vận dụng những phương thức xây dựng của người Hy Lạp và người La Mã cổ đại. Về kỹ thuật thì thành tựu đó chính là về xi măng, bê tông, xây dựng đường xá, cầu cống. Và vận dụng ngày nay chính là việc xây dựng nhà cửa, các công trình công cộng, đường xá, cầu cống, về quy hoạch đô thị. Rất là nhiều những thành tựu mà của người La Mã cổ đại đến ngày nay chúng ta vẫn cần vận dụng, phải không các con? Hướng dẫn học tập. Chúng ta sẽ đọc sách cho cô bài tiếp theo, đó là bài 12, các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỷ 10. Và các con nhớ là trong tuần này sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên lần 3 và học sinh sẽ ôn tập những nội dung về môn sử, đó là bài 8 và bài 9. Còn về môn địa, đó là bài 5. Thì những nội dung này tuần trước cô đã cho các con đề cương ôn tập và các con chúng ta sẽ ôn tập thật kỹ để chuẩn bị cho bài kiểm tra lần 3 này nhé. Cô tạm biệt các con nhé.